Chào cả nhà đã trở lại với kênh Siêu Hình Đây của con. Hôm nay con cùng mẹ vào bếp sẽ làm thử món bí sợi mì. Ở đây con có một lạng thịt băm nhỏ, một củ cà rốt, một quả cà chua. Ở đây bí sợi mì mẹ con đã cắt sẵn. Bây giờ con sẽ khoét phần hột ở giữa của quả bí ra nha. Xong rồi liền cả nhà, bây giờ con sẽ đem đi hấp nha. Bây giờ con sẽ sắc cà chua nhỏ ra nha cả nhà. Bây giờ con sẽ phi hành cho thơm nha cả nhà. Con sẽ đổ thịt vô xào chung với hành. Bây giờ con sẽ co bí hấp chín cho nha cả nhà. Bí đã chín rồi nè, con gấp ra nha cả nhà. Bí đã chín rồi, bây giờ con sẽ nạo bí ra nha cả nhà. Bây giờ con sẽ bỏ sốt lên để trộn ăn nha cả nhà. Mời cả nhà ăn với con nha. Ngon lắm cả nhà ơi, cả nhà làm thử ăn đi nhé. Cuối tuần con chúc cả nhà vui vẻ và hạnh phúc. Nếu hay hay thì cho con xin một like và một đăng ký ủng hộ kênh con nha cả nhà. Tạm biệt cả nhà.